FGM-148 Javelin thuộc loại tên lửa chống tăng dẫn đường bằng hồng ngoại do liên doanh Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ phát triển. Quá trình nghiên cứu phát triển Javelin được bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 20 và được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ từ năm 1996 nhằm đối phó với lực lượng tăng thiết giáp khổng lồ của Liên Xô. Javelin có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin, là tổ hợp tên lửa chống tăng, vác vai, bắn và quên hiện đại nhất hiện nay. Vượt trội về cơ chế điều khiển hơn so với nhiều loại tên lửa, kể cả Kornet của Nga, có thể bắn từ vai người lính mà không cần giá phóng. FGM-148 Javelin được Mỹ đưa vào biên chế nhằm thay thế mẫu M-47 Dragon ra đời trước đó hơn 20 năm. Tên lửa sử dụng cơ chế dẫn đường hồng ngoại, tự động theo phương pháp bắn và quên, cho phép kíp vận hành ẩn nấp thoát ly khỏi trận địa ngay sau khi phóng, thay vì phải ở yên một chỗ để dẫn bắn như dòng M-47. Đầu dò sẽ khóa mục tiêu trước khi phóng, dựa vào nguồn nhiệt phát ra từ khí tài của đối phương. Quả đạn áp dụng phương thức tấn công đột nóc nhằm vào phần giáp mỏng nhất trên nóc xe tăng, nhưng cũng có thể bắn trực xạ để phá hủy các tòa nhà, mục tiêu quá gần hoặc nấp sau vật cản. Tên lửa Javelin cũng có khả năng bắn hạ trực thăng ở chế độ bắn trực xạ. Kíp vận hành Javelin thường có 2 người, gồm xạ thủ và người mang đạn kiêm cảnh giới. Trong trường hợp cần thiết, xạ thủ có thể độc lập tác chiến nhưng không thể mang theo quá 2 quả đạn. Tên lửa FGM-148 được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương nhưng cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà, công sự. Có khả năng bắn trực thăng trong chế độ bắn cầu vồng ở độ cao cực đại 150m ở chế độ tấn công trực tiếp. Nó nặng 11,8 kg, dài 1,1m, đường kính thân 127mm. Đầu đạn 8,4 kg, tầm bắn hiệu quả 75-2500m, tầm bắn tối đa gần 5000m. Tùy phiên bản, lái dẫn, ảnh hồng ngoại, có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Hệ thống tên lửa này bao gồm 3 thành phần chính: bộ điều khiển, ống phóng và tên lửa. Nó sử dụng với camera, ảnh nhiệt, chụp hình mục tiêu rất là nhanh, tới 180 hình giây. Và nó cứ lấy các cái hình ấy, hình trước so sánh hình sau để xác định xem là đầu tiên là khi mà bắn ấy, là xạ thủ ấy, là phải nắm mục tiêu bằng cái kính ngắm của mình. Sau khi nhận dạng và xác định mục tiêu rồi thì mới chuyển mục tiêu ấy vào đầu tự dẫn. Thì lúc ấy đầu tự dẫn sẽ chụp hình mục tiêu với tốc độ rất là cao và nó sẽ so sánh tương quan. Nó sẽ chọn ra những cái điểm mà gọi là đặc trưng nhất của cái mục tiêu, và nó nhớ cái đặc điểm ấy, và trong khi bay thì nó sẽ so sánh liên tục cái đặc điểm mục tiêu nó được nhớ với cái mà nó vừa chụp được. Nó cứ so sánh liên tục như thế cho tới khi mà nó đâm vào mục tiêu. Và vì tốc độ chụp nó rất là nhanh cho nên là cái việc mà gây nhiễu hoặc là thay đổi thì nó sẽ ít hơn, và nó đảm bảo được cái việc mà bám sát nó là bền vững, chắc chắn. Đầu đạn Javelin thuộc kiểu hai đầu nổ chuyên trị giáp phản ứng nổ ERA, trang bị trên xe tăng hiện đại. Đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối ERA bên ngoài để lộ ra lớp giáp chính của xe tăng, để đầu nổ thứ hai xuyên phá với sức xuyên 650mm thép đồng nhất. Một điểm độc đáo là đầu đạn sử dụng chất nổ mạnh hết của Javelin tiêu diệt các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công từ trên cao, nơi lớp giáp mỏng nhất, được thiết kế để giảm trọng lượng xe. Sự xuất hiện của Javelin đã đảo lộn tất cả các tính toán của các nhà thiết kế tăng, và việc bổ sung giáp phản ứng nổ không thực sự có ý nghĩa. Kể từ khi đưa vào sản xuất loạt năm 1996 cho tới nay, 45.000 quả tên lửa cùng 12.000 bộ điều khiển CLU đã được chế tạo. Tính đến tháng 1 năm 2019, hơn 5.000 tên lửa Javelin đã được bắn trong chiến đấu. Javelin được Lục quân Thủy quân Lục chiến Mỹ và lực lượng đặc biệt Australia sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và đã chứng minh hiệu quả. So với các hệ thống vũ khí chống tăng khác, Javelin dễ dàng tách và cài đặt khi cần, mặc dù nặng nhưng vẫn nhẹ hơn nhiều tên lửa khác. Mặc dù hình ảnh nhiệt có thể cản trở việc ngắm bắn mục tiêu, nhưng Javelin cho phép người lính nhanh chóng lẩn tránh sau khi khai hỏa, bởi khi phát hỏa Javelin tạo ra một luồng phụt tối thiểu. Ngoài giữ bí mật vị trí của người lính, điều đó cho phép Javelin có thể sử dụng được từ các cấu trúc hẹp, lợi thế của Javelin trong tác chiến vùng đô thị.
Một trong những hạn chế của tổ hợp này là tầm bắn hiệu quả chỉ khoảng 2,5 km, ngắn hơn rất nhiều so với các loại tên lửa chống tăng có điều khiển hiện đại khác. Điều này đòi hỏi kíp vận hành phải áp sát mục tiêu thay vì khai hỏa từ khu vực an toàn, ngoài tầm bắn hiệu quả của xe tăng thiết giáp. Bên cạnh đó, khối lượng nặng hơn so với yêu cầu ban đầu của quân đội Mỹ và khá đắt. Một nhược điểm nữa là sự phụ thuộc của bức xạ nhiệt để phát hiện mục tiêu và khai hỏa. Điểm yếu của Javelin cũng được thể hiện qua các trận chiến. Sau mỗi lần khai hỏa, lính Mỹ phải chờ cảm biến nhiệt trên thiết bị điều khiển hỏa lực CLU được làm nguội, nếu không toàn bộ tổ hợp sẽ bị mù, không thể phân biệt được các nguồn nhiệt trên chiến trường. Trên lý thuyết, CLU chỉ cần 30 giây để làm nguội, nhưng thời gian chờ tăng đáng kể, trong khi môi trường nóng gần 50 độ C tại Iraq. Ngoài ra, tổ hợp Javelin không thể khóa mục tiêu vào hai xe tăng T-55 do kíp lái đã khôn khéo nấp sau hàng rào trên chiến trường. Mặc dù đầu đạn hết hiện nay của Javelin đã chứng minh hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng và các mục tiêu khác như vũ khí, các tòa nhà hay các phương tiện bọc thép và không bọc thép ở Iraq và Afghanistan, nhưng Trung tâm Nghiên cứu Hàng không và Tên lửa Phát triển, Chế tạo Máy của quân đội Mỹ đã phát triển đầu đạn đa năng cho FGM-148F. Trong khi vẫn có thể hạ gục xe tăng, đầu đạn mới có vỏ thép tăng gấp đôi hiệu quả chống bộ binh nhờ tăng khả năng phân mảnh. Đầu đạn đa năng không tăng thêm trọng lượng hoặc chi phí có phần thân của tên lửa làm bằng vật liệu composite nhẹ hơn sẽ được đưa vào trang bị năm 2020. Chương trình hiện đại hóa Javelin sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn. Phiên bản FGM-148F là sản phẩm của giai đoạn phát triển thứ 2. Giai đoạn 3 và 4, các nhà sản xuất sẽ tiếp tục giảm trọng lượng và giá thành của tổ hợp. Những gì được nhà sản xuất thông báo về Javelin sau khi nâng cấp cho thấy khả năng diệt tăng của dòng tên lửa này vẫn giữ nguyên. Và như vậy, việc đối phó với những cỗ tăng hạng nặng như Armata là chuyện rất khó, dù dòng tên lửa này sở hữu đòn đánh đột nóc nguy hiểm. Để đảm bảo được cái độ nhạy cho đầu tự dẫn ấy, thì là đầu tự dẫn nó sử dụng một cái vật liệu quang khá đắt tiền. Ví dụ như là của tên lửa các hệ quang khác thì người ta thường dùng là các tinh thể Germani chẳng hạn, thì trên Javelin là dùng sunfit kẽm. Sunfit kẽm là một cái tinh thể mà rất đắt tiền, nhưng mà nó có độ quang thông rất là cao và nó có cái khả năng là cho sóng hồng ngoại qua rất là nhiều, nên nó đảm bảo được độ nhạy. Và thứ hai nữa là thuật toán phần mềm của nó đảm bảo cho cái việc mà đo nhiệt độ của cái đầu tự dẫn ấy là sai lệch chỉ có 1 độ F. Cái giải pháp về quang này, giải pháp về phần mềm này, giải pháp phần cứng này, nó đảm bảo được cái mức độ như thế. Cho nên là nó có khả năng phân biệt rất cao mục tiêu trên nền địa vật. Tên lửa Javelin thì nó lại có cái đặc điểm là cỡ tên lửa không lớn. Theo như quảng cáo thì khả năng xuyên thép có tài liệu ghi tới 750-800. Thế nhưng mà theo các chuyên gia đánh giá thì với cỡ tên lửa như thế thì khó có thể vượt qua được 600mm. Cho nên là điểm yếu tên lửa tàu nếu mà đánh trực diện ấy, vào xe tăng ấy, thì rất là khó tiêu diệt được xe tăng. Nó phải đánh đột nóc. Điểm yếu thứ hai của tên lửa Javelin đấy chính là người ta nhận biết được những phát bắn của nó, chứ không phải là bình thường là không thể nhận biết. Ví dụ như là phóng mềm thì là khó nhận biết. Nhưng thực tế ra trên các xe tăng hiện đại nó đều có hệ thống là nhận biết được. Người ta không nhận biết qua khói mà nhận biết qua các trường khác của khói tên lửa, ví dụ ion hóa không khí xung quanh hoặc là tia cực tím phát ra từ luồng đuôi tên lửa. Ví dụ hệ thống Afghanist của Nga là nó sẽ xác nhận ra được cái việc đấy và nó sẽ có cái đánh trả được. Hoặc là bọc lót cho xe để chống những cái khả năng bức xạ hồng ngoại, hoặc là sử dụng lựu đạn khói để giảm khả năng hồng ngoại của tên lửa đi, thì cũng làm biện pháp phòng chống. Mới đây thì nó có thể nó sử dụng một cái loại son khí đặc biệt nữa, cũng là một loại khói. Thì cái son khí này khi mà gây nổ ấy, thì nó sẽ bọc trong xe một cái bao bọc, một cái lớp mà son khí nhôm. Và cái son khí đấy nó sẽ gây mất tương quan hồng ngoại mà đầu tự dẫn đã khóa từ đầu rồi, thì tên lửa cũng sẽ khó trúng mục tiêu. Cái thứ ba nữa là
các hệ thống đã nhìn đêm và cần độ nhạy cao ấy, thì thường ống kính nó rất là lớn. Thì khi ống kính lớn thì nó lại có hệ thống trinh sát lính bắn tỉa đấy. Thì người ta sử dụng hệ thống đó thì người ta cũng biết là ở khoảng cách 2-3 cây số đang có những nó đang bị các tổ hợp theo dõi, tổ hợp chống tăng theo dõi, và người ta cũng có biện pháp phòng ngừa. Cho nên là nói chung là nó cũng là vỏ quýt dày móng tay nhọn thôi, thì người ta cũng có những cái lợi hại thì sẽ có những cái người ta khắc phục được, chế áp được nó. Ở phiên bản mới hơn, FGM-148F, nâng cấp đáng chú ý nhất của tổ hợp này là bộ phận điều khiển phóng được nâng cấp đáng kể, giúp giảm kích thước khoảng 70%, trọng lượng giảm đi khoảng 40% so với phiên bản tên lửa Javelin tiêu chuẩn. Phiên bản FGM-148F còn được trang bị đầu đạn đa năng có khả năng tiêu diệt sinh lực đối phương, phá hủy các mục tiêu thiết giáp, các công trình, công sự và các chế độ hoạt động quang hồng ngoại sẽ giúp tác chiến tốt hơn trong đêm tối. Cùng với đó, bệ phóng mới cũng được trang thiết bị định vị vệ tinh GPS và thiết bị nối mạng thông tin chiến đấu nội bộ, đồng thời cải thiện thời gian sẵn sàng chiến đấu với thời lượng pin năng lượng tăng 50% so với phiên bản trước đó.